Tôi tên là Yến. Tôi đã sử dụng máy bơm sữa bằng tay khi trở lại làm việc và tôi rất là thích nó. Máy bơm sữa bằng tay sử dụng di động, dễ dàng và dễ ráp. Sử dụng máy bơm tay, tôi đã có thể điều khiển sữa mình bằng cách giữ tay cầm của máy bơm sữa lúc sữa chảy ra. Mặc dù bơm sữa có cam kết, tôi biết tôi muốn tiếp tục vì tôi có thể tiết kiệm tiền, mà quan trọng nhất, nó giúp cho con tôi khỏi bị bệnh trong khi cung cấp cho con tôi được dinh dưỡng tốt nhất. Kính chào quý vị, tôi tên là Yến. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị sử dụng máy bơm sữa của hiệu Medela Harmony. Máy này có thể sử dụng di động, dễ dàng. Máy này được nhiều người sử dụng và rất là hài lòng. Trước khi sử dụng chiếc máy này, quý vị nên rửa tay bằng xà phòng và nước ấm. Cái máy bơm sữa này, hiệu Harmony, có nhiều món dụng cụ để mình phải ráp lại. Trong máy bơm sữa này có mấy món dụng cụ: đồ cầm, bộ phận tròn bằng cao su, bộ phận bơm, bộ phận chụp lên nhú và bình sữa. Có 5 cách ráp của máy bơm sữa. Quý vị phải: 1. Bỏ miếng cao su tròn cho nó chắc với cái khớp để nó hoàn toàn bằng phẳng. Không có cao su tròn thì máy bơm sữa sẽ không thể bơm được. Thứ hai, đẩy cái miếng cao su vô trong cái đồ cầm. Thứ ba, dặn bộ phận bơm vô cái bình sữa. Thứ tư, để bộ phận chụp lên nhú vô trong cái đồ phần bơm. Có hai loại bộ phận chụp lên nhú, loại lớn và loại trung bình. Thứ năm, bỏ đồ cầm trong cái ở trên đồ bơm và đẩy nó vô cho chắc. Bây giờ quý vị có thể dùng máy bơm được rồi. Cách sử dụng của máy bơm sữa: 1. Bỏ phần chụp lên nhú ở chính giữa của nắm nhú mình. Nhớ cho nắm nhú nằm ở chính giữa để nắm nhú còn nhúc nhích được. Nếu nắm nhú chà lên bộ phận chụp lên nhú hay bộ phận to quá thì nên đổi cái bộ phận chụp lên nhú khác mà quý vị cảm thấy thoải mái hơn. 2. Bắt đầu bơm sữa từ ở trên hay phần thấp ở dưới của cái đồ cầm. Bấm vô và buông ra liền. Tiếp tục như vậy đến chừng nào thấy sữa chảy. Tiếp tục bấm vô và buông ra là sẽ giống em bé đang bú trên bú mẹ. Thứ ba, chừng nào quý vị thấy sữa chảy thì phải đổi qua phần dài của đồ cầm. Làm như vậy sẽ giúp cho bơm sữa lâu hơn, giống như em bé đang bú mẹ. Trong thời gian mà quý vị đang tiếp tục bơm sữa, quý vị có thể điều khiển tốc độ và mức của áp lực. Quý vị sẽ tự tìm cái mức độ mà quý vị thấy dễ chịu và thoải mái nhất. Thứ tư, chừng nào quý vị thấy sữa không còn ra nữa thì cũng tiếp tục bơm cho một hai vài phút nữa. Làm như vậy sẽ giống như em bé đang còn đói mà vẫn muốn bú sữa mẹ. Thứ năm, chừng nào quý vị xong bơm sữa rồi, quý vị có thể bỏ sữa vô tủ lạnh hay bỏ sữa vô bọc rồi để trong ngăn đá. Nếu quý vị có điều gì thắc mắc về máy bơm sữa, vui lòng gọi chúng tôi ở Wix và chúng tôi sẵn sàng trả lời tất cả mọi thắc mắc của quý vị. Xin chào!